Chào em. Chào cô. Chào các em. Chào các em. Chào các em. À phải chào các cô, chào các cô chứ con. Cô này bảo là ở đây không ai biết nghe tiếng phổ thông đâu, chú này biết nhưng mà biết ít thôi. À, đây này cái móng tay này hỏng hết rồi quý cô bác. Anh ấy bảo là căn cước ấy, của chị ấy không đủ tuổi nên là bây giờ mà đi khám ấy, kiểu gì cũng bị phạt. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin kính chào quý cô bác. Chúng tôi chuyên cung cấp mật ong rừng, mật ong hoa bạc hà nguyên chất của đồng bào người Hơ Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp nụ hoa tam thất, củ tam thất, hạt mắc khén, hạt dổi, măng khô, thịt trâu, bò khô, thịt treo, lạp sườn, đồ ngâm rượu và các đặc sản của vùng Đông Bắc. Với nhiều loại đặc sản cùng sự tận tâm, chúng tôi mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ quý khách hàng. Kênh YouTube Cao Nguyên Đá xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào quý cô bác anh chị, trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì em Úy đang trên đường đi vào thăm hoàn cảnh. Bên cạnh em Úy hôm nay có đồng hành cùng em Úy là có em Nhâm. Nhâm xin chào các bác. Em Nhâm thì em cũng bắt đầu đồng hành cùng sẽ đồng hành cùng em Úy từ ngày hôm nay, tại vì là cũng một phần là lý do là do em Úy chưa biết nói hết tiếng bà con ấy, nên là em có nhờ em Nhâm đi cùng để một phần là hỗ trợ trong công việc tặng quà, với cả là sẽ nhờ em Nhâm phiên dịch hộ em Úy. Bây giờ thì em Úy mời quý cô bác anh chị theo chân em và em Nhâm đi cùng trên hoàn cảnh ạ. Dạ vâng ạ, mình bắt đầu đi thôi. Đường này thì là lần đầu tiên em Úy đến đi cung đường này, nên là em Úy sẽ nhờ bạn cameraman chỉ đường. Vì là hôm nay em Dìa em cũng qua đợt bão vừa rồi ấy, thì là gia đình em Dìa cũng ngô cũng bị đổ, nên là hôm nay em Dìa em ấy sẽ đi buộc lại cây ngô và cùng với em Long nữa đi thăm hoàn cảnh khác, nên là em Úy cùng em Nhâm sẽ hai chị em sẽ đi thăm và tặng quà hoàn cảnh này. Thank you.
Theo như em cameraman chia sẻ thì nhà các cháu còn một quãng đường đi qua cái khe núi kia nữa là đến nơi. Em ý cũng không biết là quãng đường đằng trước nó như thế nào, nhưng mà đoạn đường vừa rồi mình qua em Nhâm cảm thấy thế nào? Tuyệt vời ạ. Tuyệt vời. Được nhờ, thanh niên này được đấy. Vì là chân chống xe yếu nên là em ý với em Nhâm để bớt đổ xuống dưới để ngồi nghỉ ngơi. Em có cần ngồi tạm một chút không? Thôi à? Nghỉ một xíu thôi, xong là chị em mình lại tiếp tục hành trình. Tại vì chị nhìn thấy cái đoạn tiếp theo này là cũng bắt đầu đi lên dốc. Chào các bác đã đến với nội dung tiếp theo kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì hôm nay vừa đi xóm với các bạn thì cháu cũng tranh thủ là đăng tách cái hạt óc chó này ra để gửi cho các bác đây. Bình thường thì gửi cho các bác là một túi như này, là trọng lượng là 1 kg. Cũng có các bác thì cũng có hỏi là có bán cái phần nhân óc chó này có riêng không ấy, thì là đây cũng có các bác ạ. Đấy. Cũng chẳng có máy móc gì để tách được cái này đâu. Chủ yếu đều làm bằng thủ công thôi. Cũng tranh thủ là buổi tối rảnh thì cũng ngồi tách cho các bác. Thì các bác mua hàng thì có thể là liên hệ ủng hộ anh em. Óc chó hiện tại đang bán là 120.000 một kg. Các bác lấy từ 3 kg trở lên thì cháu cũng sẽ hỗ trợ tiền ship. Cái quả óc chó này là hoàn toàn là quả óc chó Việt Nam nha các bác nhé. Óc chó này thì ở khu vực ở trên Mèo Vạc và huyện Đồng Văn ấy rất là nhiều, mà chủ yếu là toàn những cái cây lâu năm này, cây già nó to lắm. Còn hôm vừa rồi ấy thì là em Chi có đi mua được mật ong của bà con ở chợ cái hôm chợ Nhật mọi người này. Đây thì là mật ong hoa bạc hà. Thì hôm đấy là có 6 chai thì cũng có được các bác ủng hộ thì mua rồi, còn 3 chai này nữa thì các bác nào mua hàng ủng hộ anh em thì có thể liên hệ với cháu ạ. Thì cháu cũng có thể gửi mật ong của bà con thì có nhà người ta nuôi được nhiều, người ta thu thì người ta có thể cho vào can. Có những nhà ít nhỏ lẻ như thế này thì bà con thường thường nó sẽ cho vào chai mang đi chợ bán. Nhưng đối với khi gửi đến cho các bác ấy thì cháu bắt buộc là phải cho vào chai nhựa để dán tem, để trong cái quá trình vận chuyển không bị đánh cháo. Và cái lần gặp thứ hai nó không bao giờ nó bị vỡ các bác ạ. Đây mật ong đây mọi người nhìn đấy, mật ong bạc hà này phải nói là vào cái chính vụ nó ngon nhất này, có màu vàng xanh ánh chanh các bác ạ. Để mà đến thời điểm này ấy, nó không phải là mùa mật ong hoa bạc hà mà bà con mà mang những cái chai mật phải nói là một cái tài sản ấy, trị giá trong gia đình ấy. Đi bán thì là gia đình lúc đấy là thực sự là quá khó khăn rồi mọi người, không có tiền để mua ngô mua gạo thì mới đem đi bán. Mà năm nay ấy, trong cái thời điểm mà mùa màng thì lại hạn hán, đến bây giờ thì lại đến mùa bão, ngô thì cũng chả thu được bao nhiêu, gió bão thì nó đổ đi. Thế nên là các bác mua hàng ấy cũng ủng hộ cho bà con là tiêu thụ những cái mặt hàng nông sản sạch, cũng như là hỗ trợ cho anh em ở trong kênh có thêm một phần kinh phí nhỏ để hoạt động và duy trì kênh. Và chúc các bác là xem video vui vẻ. Mọi người mua hàng thì nhớ liên hệ cháu nha. Xin chào. Anh em với em Úy lại tiếp tục hành trình đi với các bác. Chị đi lên trước. Đi lên trước nhá. Dạ. Chị ạ. Phía sau em ý thì cũng có một em nhà ở trên này. Em ý đi đằng sau. Wow. Chết mất rồi. Đây được.
đoạn này xuống dốc đường đất. Từ nhá chị nhá. Được các bạn. Đoạn này cua khá là gấp. Cua tay áo luôn. Lại còn là đường đất nữa. Trời bắt đầu mưa rồi. Trời bắt đầu mưa rồi nên là như đường xuống nhà các cháu là đường dưới này nhờ. Em camera nhờ. Em mình chia của. Mưa rồi. Ui. Chắc là phải nhờ em cameraman vác hộ một bao gạo. Em đây để chị xách cái túi kia cho. Đấy. Nhờ em cameraman hộ chị một bao gạo nhá. Đi em nhau. Cũng may là sắp đến nơi rồi thì trời mới bắt đầu mưa. Qua đường bên này hay bên này á? Đi đường bên nào em ơi? Đường dưới này à? Đi đường này em ạ. Đi cẩn thận em nhé. Cháu. Đây này quý cô bác này, đợt bão vừa rồi thì cây ngô các thứ thì đổ hết rồi. Đấy, vừa em ria chắc là đổ nhiều lắm đây. Tại vì là hôm nay em cũng có báo là buổi sáng em ý xin đi buộc lại cây ngô. Xong em ấy buộc xong thì em ấy sẽ cùng em Long tiếp tục vào chia sẻ các hoàn cảnh, đi thăm các hoàn cảnh. Ui. Năm nay là bà con lại mất mùa rồi. Bị rơi mất. Oh. Không biết còn xa không. Em ý lại cảm thấy là cắp nách có vẻ nó đi dễ hơn. Cây ngô gãy hết rồi. Bà con phải chặt cho bò rồi. Là lần đầu tiên đến hoàn cảnh các cháu.
chào cô ạ. Vâng, chào cô ạ. À, đến được nhà các em rồi. Chào cô ạ. Ừ. Chào cô ạ. Chị chào em. Chào cô ạ. Chào các em. Chào các em. Chào các em. À, phải chào các cô. Cháu chào các cô chứ con. Con phải chào chào các cô. Cuối cùng thì đã đến nơi rồi quý cô bác ạ. Đến nhà của các em rồi. Thật thì là em ý nhìn thấy có ba em đây rồi. Với cả mẹ các em cũng ở nhà. Vâng ạ. À, em Quý với em Nhâm cũng xin phép quý cô bác là ngồi nghỉ một chút. Giờ thì em Quý sẽ chia sẻ về cái phần quà này. Dạ vâng, quý cô bác ạ. Sau cái thời gian mà hai chị em di chuyển từ ngoài kia vào đến đây á, thì là cũng có xin phép quý cô bác nghỉ một chút. Hiện tại thì ngồi đây thì có mẹ của các em ngồi đây rồi, với cả anh trai. Cái hoàn cảnh này thì em Úy cũng chỉ xem trên kênh thôi, thì cũng là anh em chia sẻ lại thôi. Thì là ba cháu này là ba cháu khiếm thị. Thì đây nhá cô nhá, hôm nay là cháu thay mặt kênh Cao Nguyên Đá, với cả là thay mặt Mạnh Thường Quân đi vào đây chuyển món quà này đến gia đình. Em Nhâm dịch hộ chị một chút. Nung ni à tu nia lau ni mi ga cho nia su thi cho nia qua thi lau hong ga tu bu nay na. À, về cái món quà này thì em Úy cũng Cô này bảo là ở đây không ai biết nghe tiếng phổ thông đâu, chú này biết nhưng mà biết ít thôi. À đấy, thế nên là cũng rất là may mắn vì là có em Nhâm đồng hành, nên là em ý cũng được chia sẻ về một phần là tiếng bản địa của bà con. Tại vì là em Úy cũng mới đi xóm nên là chỉ những câu dễ thì là em Úy biết nghe một chút. Còn những câu khó mà câu dài thì là em Úy sẽ nhờ em Nhâm, em ấy sẽ phiên dịch lại giúp em Úy. Đây nhá em nhá, cô nhá. Cái phần quà này là của một chị giấu tên ở nước ngoài. Mà trước kia chị có gửi cái chị này là chị trước năm 2021 ấy, chị cũng có gửi hỗ trợ gia đình mình rồi. Mà cái đợt mà đưa gia đình mình ra huyện đi khám ấy, em còn nhớ không? Đấy, là chị đấy. Nay là phần quà hỗ trợ của chị ấy là trị giá 1.100.000 đồng, bao gồm 50 cân gạo. Em ý cũng mong quý Mạnh Thường Quân, mong chị với cả quý khán giả thông cảm cho em Úy và em Nhâm. Vì là trên quãng đường đi hôm nay là lần đầu tiên đi đường khó, nên là cái bao gạo nó cũng bị rơi rồi thì cũng bị rách chỉ ấy. Nhưng mà không bị mất gạo đâu nhá. Thì là gồm có 50 cân gạo này, là trị giá 650.000. Ở đây thì có túi, ở đây là có thịt. Đây là có trứng. Có trứng nhá em nhá. Thịt, cá khô và dầu gội, xà phòng tắm thì là em ấy cũng có mua đầy đủ. Với đây nữa, mì chính, xà phòng, dầu ăn, mắm muối. Xà phòng, dầu ăn, mắm muối là trị giá 440.000. Còn phần bánh kẹo này nữa là chị có gửi cho các em, các cháu. Thùng mì nữa thì là trị giá 440.000. Tí nữa em chia cho các em ấy, em cất đi xong là chia cho các em ấy mỗi ngày ăn một ít thôi nhá. Thì là tổng cái phần nhu yếu phẩm này ấy, thì chị mua hết 1.090.000. Cái phần mình được hỗ trợ là 1.100.000. Mua hết 1.090.000 rồi, bây giờ còn dư 10.000. Đấy, em chia sẻ lại với cô ấy nữa. Tôi nghĩ lâu nay thì cho chân đi tàn chân nhiên để hai thành thưa có xuyên ở chỗ bốn này. Dạ, chỗ có xuyên. Bây giờ thì em Úy sẽ nhờ em Nhâm nói lại tiếng bà con để cho cô ấy biết là hôm nay những phần quà hỗ trợ là những cái gì. Em Nhâm giúp chị.
Mỗi tổ niệm lâu nhỏ tỏ mấy cụ cha ít cho ít bố tua bố tổ tiết lâu lâu nè nằm ruột tàu chiếc bó su nè ít chiên chè nè ít chiếc canh bùa nè bê cho lúc kề nè ít xe phanh nè tà ít cho chưa chào chia chưa cầu chia. Đấy, vừa rồi thì em Nhâm em cũng có nói lại tiếng của cô rồi đúng không ạ? Thì bây giờ còn dư 10.000 thì em xin phép trao lại cho cô 10.000. Thực lý do tại sao mà 10.000 không mua nốt ấy ạ? Thì là em ấy cũng chia sẻ một chút. Tại vì là số lượng mua những cái đồ này là cũng đủ rồi. Nên là tính toán ra là còn dư 10.000. Tôi nghĩ là dù ta cho ni chua cầu chia nữa chứ bỏ dù hát chia nữa. Thế dù cầu chia là tôi bỏ. Cái phần này thì em Úy cũng xin phép dặn gia đình một chút. Vì là cá khô với trứng thì có thể để được lâu ấy em. Nên là thịt, còn thịt thì là em nấu cho các em ăn nhá. Ngày hôm nay với bữa tối mình cũng nên nấu lên để tránh thịt bị hỏng ấy. Tại vì là ở đây là cái trên này thì thời tiết thì cũng không nóng lắm, nhưng mà tại vì không có tủ lạnh bảo quản nên là để đảm bảo thức ăn nó còn an toàn ấy, thì là mình nên nấu những cái thịt đồ tươi trước. Qua đây thì em Úy cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị giấu tên ở nước ngoài có gửi hỗ trợ cho gia đình ba cháu khiếm thị. Bây giờ thì thay mặt gia đình thì em trai cảm ơn chị nhờ. Cảm ơn chị á. Đâu, cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ấy. Chị ở nước ngoài ấy, chị giấu tên ở nước ngoài ấy. Dạ, cho xin nhà đi cho phao ấy à, để cho nhà này ba mình chị gái mình chị chú lợt ở bên đó rồi, đi cho xin nhà cho phao sửa đấy nhá. Nhà đi cho xin ồ. Dạ vâng, bây giờ thì em Nhâm xin phép dịch lại cái anh Lành cũng đã cảm ơn chị giấu tên bằng tiếng Mông rồi. Bây giờ em xin được dịch lại là anh ấy chúc chị sức khỏe, cũng cảm ơn chị vì đã hỗ trợ cho các em ấy. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ. Vừa rồi thì cũng bạn cháu tên là gì nhỉ? Cháu Nu à? Đúng rồi, cháu Nua đúng không? Cháu Nua vừa rồi là cũng thấy mẹ chia sẻ là cháu Nua cũng có biết nói tiếng phổ thông một chút ấy. Nên là bây giờ em cháu Nua nhỉ? Tiếng phổ thông là gì nhỉ? Thả lúc lót. Cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ thì sẽ như thế này nhá. Thế thì bây giờ các bạn sẽ nói theo cô nhá. Rồi bây giờ các bạn ba bạn nói theo cô nhá. Chúng cháu cảm ơn. Giỏi quá. Chúng cháu cảm ơn cô. Chú cháu cảm ơn cô đã gửi phần quà hỗ trợ đến ba cháu cùng gia đình. Cháu rất cảm ơn. Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì các cháu cũng có gửi lời cảm ơn đến chị giấu tên ở nước ngoài ạ. Qua đây thì em Úy cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị giấu tên ở nước ngoài và cùng các mạnh thường quân và quý khán giả đồng hành trên kênh có gửi quà hỗ trợ đến các em và các hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại thì cái quãng thời gian từ ngoài kia vào ấy thì cũng mất nhiều thời gian ấy, nên là bây giờ trời cũng mưa nữa, nên là em Úy cũng xin phép dừng video tại đây. Không thì tí sợ về lại đường trời mưa lại khó thì lại không kịp về đến huyện, trời lại tối. Em Úy cũng xin sự hỗ trợ từ em Lành với cả cô nhỉ. Mình cất đồ ở đâu? Cái gạo này thì nên để chỗ cao thoáng để không bị ẩm ấy. Thì là chị với cả em Nhâm sẽ giúp gia đình mình cất đồ rồi thì chị xin phép đi về. Này cho chế có từ cái bát này cho chế này. Cái gạo này là phải kê lên chỗ cao. À lên lên để lên trên kia em.
Trèo thang à? Đấy, em đứng trên đấy để chị đưa cho. Cái phần mái nhà thì cũng ấy nhở. May là có lợp pro rồi. Đây, để chị cắt vào chỗ không bị ấy ướt nha em nhé. Cái bao mà bị ấy kìa, bị chị làm rơi, bị rách ấy. Em ăn bao này trước nhá. Nhà mình còn không? Hay là để luôn ở dưới này để ăn luôn? Còn cái thịt này em ý cũng có nhắc em lành rồi, với cả cô rồi, là tí nữa nấu luôn, không thì sợ lại bị hỏng. Tại vì quãng đường này ra huyện cũng khổ nên là chắc là các em ấy cũng không mấy khi mua thịt tươi đâu. Đây nhá, cái này là nỉa ấy. Cái này là dầu gội nhá, để gội đầu nhá. Cái này là tắm, những khi tắm thì mình dùng nhá. Vâng, nỉa bao mà. À vâng, thế thì vâng, cô cắt giúp con. Vâng ạ. Để sao đợi nhớ tiền nhiều ý, không muốn nó hả? Dạ, 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 sao đợi nhớ tới kia chứ. Ủy hôm nay, sao đợi mà mùa nhá, tỏ cô thỏa đế tôi thế. Dạ, 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 ô mà chúng ta sẽ tao thấy giàu phải nó xây nữa giàu sẽ tiền để tao thấy giàu nữa xin đi tao nhớ ý không muốn đâu mà mình nhá. À vừa rồi thì em ý cũng có nghe được một chút đúng không? Là cô với cả em Lành là có mời ở lại ăn cơm đúng không em Nhâm? Cô ấy là mời lại. À như thế này em ạ, tại vì là cũng mưa nên là chị với cả em Nhâm là cũng xin phép gia đình thôi. Để lần sau nếu mà ấy thì các chị sớm hơn thì các chị sẽ dùng bữa với gia đình. Người thì ý là đi tức lì lì này à, lười giàu chê tua mà lấy nọ này. À, thế lì màu đi là lợi thấy giàu phép phép thì chị bao thì thấy lớn thì người ta tiết kiệm chi phí tiền mà phép chị bao thì thấy giàu phép tiền nó sẽ phép chị bao. Nó mình dùng ít thôi chứ. Chơi nhau chơi nhau nói không mỏ mà mua mà. À thôi để lần sau em ạ. Ý là đi nên sẽ đào nhốt nói không mỏ mà mua. Cảm ơn gia đình nhá, chị cảm ơn, rất là cảm ơn gia đình, cảm ơn cô. Nhưng mà hôm nay thì con xin phép là con với em Nhâm lại quay lại ra kia thôi. Tại vì trời mưa rồi nên là, vâng trời mưa rồi nên là lần sau nếu mà chúng con vào sớm hơn được ấy thì là chúng con sẽ dùng bữa với gia đình nhá. Cảm ơn các em nhá. Vâng ạ. À, kìa còn cháu nào ngồi kia, cháu đây tên là gì nhỉ? À, à chào tên là Tủa. Cô ý cũng chỉ xem con trên kênh thôi nên là không nhớ tên. Vừa rồi thì gia đình cũng có mời lại em Úy với em Nhâm ở đây dùng bữa, nhưng mà em Úy cũng xin phép tại vì là trên quãng đường đi thì cũng bây giờ là cũng mưa nên là em Úy sợ là đi ra đến huyện thì trời tối mất. Nhưng mà gia đình mình này, các em này thì dạo này có ốm đau gì không? Vẫn khỏe chứ đúng không? Đó. Từ nhà lâu nông mà tiến này bố ý là nên này bố mua mua chị nè. Chị muốn này mua mua chị à, cái cô nhớ cái rồi à. Chú nói là không. Thế thì rồi hai đi mà tiết khóc bố rất xa nữa cho hai đi cho. Rồi tôi đã xuất bây giờ hai đi rồi hai đi rất xa cho hai đi. Mình tiết cho hả chị nó phụ không chị. Cô ấy bảo là con của anh Lành ấy bị ngứa, bị mọc hạt á. À em Lành là có mấy cháu em? Đây. À con kia à? Đâu chị xem nào. À có em bé bé xíu này. Từ nãy vào thì là mẹ ngồi ở trong này. Đây là cháu trai hay cháu gái? À tuần đi là tua Mitu hay Misai? Mitu à? Con trai à? À đây à? À đây này cháu bé bị ngứa quý cô bác ạ. Cái này thì cháu ngứa mỗi ở tay ở chân à? Ôi giời ơi cái móng tay. Tôi nhìn lâu lâu rồi thì nùm mó hôm nay sẽ là nó mò từ ở trong mò tay chơi rồi ở trong người nó bằng mỡ cả người. Ui ôi cái tay
Tôi đi hàn tàu mấy tháng em hỏi giúp chị đấy. Tôi nhận lời thì ở tôi mi nhựa hàn tàu sồng này. Nhưng không nói gì. Nên không có bao lì đâu. Vừa mới có 4 tháng. À quý cô bác ạ, vừa rồi thì em úy cũng vào rồi tặng quà xong rồi thì mới hỏi ra gia đình thì em Lành, mẹ của em Lành nhỉ, mẹ của ba cháu thì cũng nói là em bé bị ngứa. Cái này nhà mình bôi thuốc cho em. Bố mua chưa nè? Chưa mà. Mò nì là phải mua thuốc, phải ra bệnh viện đi khám đi. Cái này bị em úy thì cũng không biết là bị gì nhưng mà thấy bị ở chân, ở tay. Cái này là đau lắm đấy. Nhà mình cho con đi khám đi nhá. Tôi này là hỏi tía có nên cho tôi mình nhổ một sơ xanh ở chùa thế nào. Mà lại ít gì. Mà lại mất chút lấy cái xanh. Sao em? Cô ấy bảo là lấy thuốc bôi chắc là được rồi mà thế. Ồ, cái này không được đâu, đây này. Cái chân, cái tay em bé. Cái chân, cái tay em bé là mưng mọng. Kiểu như là có mủ ở trong rồi đấy. Cái này thì ngứa lắm, đau lắm đấy. Nên gà mùa cho chanh có bút lại xuống bút này. Cho con đi khám đi, xong là đây này. Cái móng tay đây này. 4 tháng mà để con móng tay dài quá. Như này. Này. Em dặn cắt móng tay đi cho con. Ồ, chia cho tế bút tù mi nhổ nè. Chết cho tế bút tù mi nhổ. Có 4 tháng thôi mà để móng tay dài quá. Cái này là chưa cắt bao giờ rồi. Với cả cái này là phải cho con đi bệnh viện khám đi nhá, để bôi thuốc cho đúng thuốc nhá, tại vì là mình bôi mua thuốc lung tung là không biết được đâu. Đi hỏi bác sĩ, phải đi khám tử tế đây này. Những cái mụn này là quý cô bác ạ. Em úy nghĩ là cái này là bị nhiễm trùng rồi đấy, đây này, cái chân em bé. Bé có 4 tháng tuổi thôi mà để cái chân như thế này đây. Em ý biết là cái quãng đường đi ở đây ra đến huyện thì rất là khó khăn. Nhưng mà bà con ở đây là cũng có vẻ là cũng không có quan tâm mấy đến những cái bệnh này. Tại vì em ý nói là cho ra viện thì em ấy cũng bảo là chỉ cần bôi thuốc thôi là khỏi. Cái này bị bao nhiêu lâu rồi? Tôi mới nhỏ mất một tuần tê nè. Ăn tí nông à? Vừa mới bị được 3 ngày. Bị được 3 ngày. Cái này là không phải thủy đậu đâu. Nếu mà thủy đậu thì mọc khắp người, khắp mặt rồi. Cái này không phải thủy đậu. Em ý nghĩ là bị chân tay miệng đấy. Nhưng mà cứ đi khám cho chắc ăn nhá. Tại vì là chị Úy hôm nay vào đây thì cũng không biết là em bé bị như thế này. Để mà mua thuốc bôi thì cũng không biết mua thuốc gì. Đây này, cái móng này là hỏng hết móng rồi. Ui, sao lại để con như thế này hả em? Cái móng này là hỏng hết rồi đây này. Thối hết móng ở đây này. Cho con ra viện luôn nhá. Tôi nhận lời thì có gà tù mình nhổ người cho xanh không lấy chùa này. Này, cái móng tay này này. Đi này, tôi mò như này lấy chưa? Đây này, cái móng tay này hỏng hết rồi quý cô bác ạ. Thiệt thòi lớn nhất ở đây là cái về cái sợ bệnh của bà con là không có sợ. Tại vì là em ý nói là đi viện thì em ý nói là chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Cái này thì em ý cũng sẽ cố gắng thuyết phục gia đình là sẽ đưa em bé đi ra viện ạ. Buồn nhờ, tại vì vui để con như thế này. Lành ạ. Em biết đi xe máy không? Nhà mình có xe máy không? Chỉ có à? Chỉ có. Chỉ mua xe hả? Chỉ mua xe à? Không có xe. Không có xe. Con của em ấy thì bị cái tay với cái chân ấy thì bị mọc mưng mủ lên hết rồi. Cái móng tay này này là bị gần như là thối hết móng rồi đấy. Em phải cho con ra viện nhá.
ra viện khám mới được nhá. Cái này thì chị Úy cũng không biết làm kiểu gì đâu. Thế là để có gạo tổ mì nhỏ mà cho tránh chùa nè. Nó tâm mơ lỡ lỡ. Tổ mì nhỏ nè, để mơ mơ nè. Ý chỉ ủ dẫn đến xong, tổ bốn nhỏ thì lâu rồi tổ thể cái cơ chỉ dẫn đến xong. Chỉ mơ căn cước, chỉ mơ xua tạo lọ. À, nếu mơ nè cái cơ mà nè dẫn đến xong, chỉ mơ mơ hơi sáng mà lâu. Phủ ở bên chỉ nhiên. Anh ấy bảo là căn cước ấy, của chị ấy không đủ tuổi nên là bây giờ mà đi khám ấy, kiểu gì cũng bị phạt một ít tiền. Tức là em bé đấy là chưa có giấy khai sinh à? Chưa có. Đi ra viện khám hết bao nhiêu tiền đâu. Mình cứ đưa con đi khám, đi trạm xá cũng được. Tạm thời thì cứ đi trạm xá gần cũng được. Người ta thấy bệnh người ta không phải là không cứu đâu. Không có bác sĩ nào người ta bắt phải có giấy tờ mới cho nhập viện luôn luôn như thế đâu. Nhìn cái tay con như thế kia, em không cẩn thận là tay con nó bị thối đi rồi. Cái đấy là chị nói thật đấy. Các em là không để ý. Nói thẳng ra là không quan tâm đến con nên là mới để tay con như thế, bị 3 ngày rồi mà để đến mức như thế. Rất là nguy hiểm. Sợ là sau này con nó sẽ để lại sẹo xiếc các thứ ấy. Cho con đi khám đi nhá. Cái gia đình mình ấy thì cũng được nhà chị cũng đồng hành khá là lâu rồi đúng không? Tôi thì lâu lắm, tôi bán hết tao giàu phải giờ. Giàu mà, tôi ở lòng tôi cho tao kế sống rồi. Kế sống thì 3 năm rồi đúng không? Ừ, hỗ trợ được 3 năm rồi. Đấy quý cô bác ạ, đợt vừa rồi thì em Úy cũng nghe chia sẻ lại thôi là cũng có cô ấy bảo là hỗ trợ được cái máy sát này, cái máy quạt này, xong là cái máy cắt cỏ nữa, máy thái cỏ. À dạ vâng. Thế là nhà anh Long kênh Cao Nguyên Đá với Mạnh Thường Quân là cũng có đồng hành với nhà mình được 3 năm rồi đúng không? À đấy. Thế hôm vừa rồi chị lại nghe kể là nhà mình bảo là chưa nhận được hỗ trợ từ ai? Tôi nghĩ là nói thì tôi là Long tức tôi bạn ấy tàu tàu lại lấy nóng cho nên hai chảnh hai thì lấy chỉ tàu ba. Nhà tiền đâu mà chỉnh cho cũng như là chỉnh cho hài là chỉnh cho cá là xí chỉnh cho nó sa so sánh tin họ lông là chỉ lông nó bán hàng to thì bán to thì bé lú sống nhưng mà cứ chỉnh cho cá bây giờ thì nếu chuyển khi lò chỉ số lối giờ thì chỉnh cho cá so sánh chỉnh cho cá hài nên cho nếu bé là xí bây giờ thì hài chảo ít rồi là thì phun mất nên là bắt bé câu tiền là lò bé giàu mà cũng chỉ cú chỉ nhà hành bè cú chỉ ba để lại lỡ bé giáo nè chỉ ba để lại lỡ bé giáo chú ấy bảo là quên nên với lại một lần về xong có lần chú ấy không ở nhà ấy nên là có mỗi mấy đứa nhỏ thôi nên là mấy đứa không biết. Cái mà nói là quên là không được đâu nhá, tại vì là Quý Mạnh Thường Quân là có gửi và nhờ anh Long chuyển đến nhà mình ấy. Thì là anh Long là người chuyển đến. Thì mình cũng phải nhớ đến Mạnh Thường Quân, nhớ đến người đưa đến, là mình phải cảm ơn. Mà đồng hành 3 năm rồi. Em cháu cũng có chia sẻ rồi, là đồng hành 3 năm rồi đúng không? Mà nhà mình không nhớ là không được đâu nhá. Quý cô bác ạ, đợt vừa rồi thì cũng có những cái kênh khác ấy cũng có đến chia sẻ gia đình ba cháu khiếm thị này. Thì lại nhận được sự phản hồi từ các em ấy là chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Thì hôm nay là em Úy chỉ muốn hỏi rõ là như thế thôi. Thì các em, các cháu là cũng có nói là nhà Cao Nguyên Đá với Mạnh Thường Quân bên kênh Cao Nguyên Đá là cũng có hỗ trợ được đồng hành cùng các em, các cháu được 3 năm rồi. Nên là, nhưng mà em Lành cũng có giải thích là những lần em Long đến thì là có lần thì em đi vắng. Còn có lần thì cũng gặp, nhưng mà hôm đấy là các ba cháu khiếm thị này thì cũng không biết được là ai, nên là các cháu mới nói là không có ai. Thì em ấy cũng mong quý cô bác xem được thì cũng
hiểu và thông cảm cho các em ấy. Hiện tại thì video cũng khá là dài rồi. Thì em Úy hôm nay thì với em Nhâm thì cũng mang quà rồi đến trao đến thay mặt chị Dầu Tên ở nước ngoài, thì cũng trao đến gia đình rồi. Và cũng có hỏi thăm, chia sẻ một chút. Thì gia đình thì cũng có cháu nhỏ con em Lành là cũng đang bị ngứa. Thì em Úy cũng có thuyết phục gia đình là sẽ đưa ra khám. Thì hiện tại thì thời lượng video cũng khá là dài rồi, nên là em Úy, em Nhâm xin kết thúc video tại đây. Bây giờ cả nhà mình chào quý cô bác nhá. Chào khán giả nhá. Chị Pau á. Nào, bây giờ cụ Úy bắt nhịp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Dạ vâng, em Úy, em Nhâm và cùng các cháu xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào. Bye bye nào, bye bye nào. Bye bye. Xin chào.